Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 21 tây tháng 10 năm 2024, cũng là ngày thứ hai đầu tuần luôn các bạn. Hôm nay đã trở lại ngày thứ hai rồi, nhanh quá trời nhanh. Cái tuần vừa rồi phải nói là một tuần rất là bận rộn các bạn. Đi khắp nơi hết, đi qua Las Vegas đi đám ma của bà. Xong rồi chủ nhật đi San Diego, rồi thứ bảy bận công việc tùm lum thứ việc hết, nhưng mà không có tiền. Sáng sớm mà than không có tiền nấu ai tin không các bạn. Ok thì hôm nay đó là mà trước tiên hết em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Đây mời quý vị khán giả một miếng cà phê. Trời ơi nó đã. Nó đã. Đã lắm các bạn. Này thấy uống cà phê đen là biết em hết tiền rồi đó. Uống cà phê đen là không có tiền, bị Bình Nguyễn chọc hoài à. Uống cà phê đen là không có tiền đấy. Thì hôm qua em có làm một cái video clip nói về bà Nguyễn Phương Hằng, nói có một cô, đưa một cái cô nào đó lên nói là cho đà trong đảng phản động gì đó. Thì để em xem thử coi cái video đó được như thế nào, như thế nào nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nói tiếp về cái người phụ nữ trong đó, cư dân mạng nói người phụ nữ trong đó như thế nào. Chúc Lộc Lê nhiều niềm vui. Bà này, bà tên Phương Hằng. Kinh chiếu yêu cầu thầy soi sáng hết kính chiếu yêu yêu kính chiếu yêu của thầy soi sáng hết cả bầu trời, lờ dần lội dần ra. Thanks. Ok, bà này diễn y như trò hề. Bà Phương Hằng đang bị bệnh hoang tưởng chứ không một sự tích cực nào làm cho dân chúng hoang mang. Chị này sắp đi tú tài. Có hình ảnh người phụ nữ, do đó rõ ràng thì cơ quan vào cuộc dễ thôi, truy tìm và bắt giữ ngay không dễ kẻ phản động phát. Chị hai diễn sâu và do đo quá. Kỳ này cô Phương Hằng hơi đi lâu nhà. Cảm ơn những kênh chính nghĩa như em đã lên tiếng. Quá tuyệt vời, mong cô cơ quan pháp luật vào cuộc ngay để bắt, để đất nước được bình yên. Bà Nguyễn Phương Hằng hủy sợ quá, nhất từ đạt chuyện nói ra Việt Tân ở hiểu, không hiểu Việt Tân là gì, công an vào cuộc làm rõ sự việc cô Nguyễn Phương Hằng đã nói lên. Nói chính rất chính xác, tôi nghĩ có khi ai đó gài bẫy để thử lòng bà Hằng, chứ không ai điên khùng gì mà đi nói như vậy. Chẳng ai gài bà ta cả, vụng chèo kéo chống, chẳng qua nhăn quậy đổ thừa lỗi cái ngu vì kịch bản quá nông cạn. Camera mà. Phân tích của em rất chính xác, gạt những người u mê chưa đâu gạt được người trí thức. Thằng Lộc xào lao xạo. Cô Hoàng nói chính xác, thằng Lộc tào lao. Thêm một người chửi nữa. Thì nói chung là ai chửi mình thì cũng cho gạt khao nè, khao mới. Ai chửi mình thì có chửi, ai nói tào lao, mỗi người mỗi phên mà các bạn, đúng không? Nghe cho kỹ, cô Hoàng nói quắc người đứng sau thầy Minh Tuệ, không phải quắc Minh Tuệ mà phân tích tào lao. Không dám quắc thẳng không Minh Tuệ vì làn sóng phản đối, mà chỉ quắc mé mé không thể. Tại vì các bạn cũng nói, cũng nhớ kỹ nha. Bà Nguyễn Phương Hằng á, đã bà nói là bà quất thầy Minh Tuệ cái nào đúng cái nào sai mà thầy bà sẽ đưa ra, nhưng mà bây giờ bà nói ngược lại, nhưng mà cũng có người công tin ổng bên. Nghe cho kỹ, nói về quất đứng sau. Mắc cười quá, muốn biết bà Hằng nói đúng hay không gõ chữ này. Cái này hay rồi nha, để lê thị để em coi thử coi cái này là như thế nào. Rồi hôm nay cũng có một cái phần rất là vui các bạn. À,
đâu thấy gì đâu. À, cái bà Miễn hả? Bà Miễn là cái người hình như là chửi thầy Thích Pháp Hòa hả ta? Không biết bà này là ai. Vụ này hơi mớ. Thực sự mình cũng không có biết nó nhiều quá. Thông tin trên mạng nhiều quá. Cảm ơn người đã nói về cái này, để em sẽ về sẽ tìm hiểu thêm về cái này cho các nhờ sẽ tìm hiểu cái này coi như hay xong nha. Rất mong cô nên học hỏi cách sách 30, không có thời gian, không theo dõi, không ý kiến của sư Thích Pháp Hòa về thầy Minh Tuệ thì sẽ tiếp tục được hưởng phước. Đúng rồi, thì lúc mà là các bạn còn nhớ cái thầy Pháp Hòa đó có nói rằng là thầy Pháp Hòa không có biết thầy Minh Tuệ, thì lúc đó không đã bị biết bao nhiêu người chửi thầy Pháp Hòa rồi các bạn. Nhưng mà thầy Pháp Hòa nói đúng, thầy Pháp Hòa có nói cái khúc cuối là thầy Pháp Hòa có nghe đến cái danh, tức là có nghe đến thầy và Thích Minh Tuệ nhưng mà không có thời gian tìm hiểu, chỉ có như vậy thôi mà bị bên tụi YouTuber bóc mối tùm lum hết các bạn. Còn bà Hằng á, bà nói rõ ràng là bà quất thầy Minh Tuệ, nhưng có người bên nói bà nói là sẽ quất người đứng sau Minh Tuệ là ai, bắt đầu bà quất thầy Minh Tuệ, cái nào đúng cái nào sai bà sẽ đưa cho biết, và bà bảo là hỏi mọi người có đồng ý hay không nữa. Cho nên nhưng mà người ta cũng ấy như vậy thôi các bạn. Về thầy Thích Minh Tuệ thì sẽ tiếp tục hưởng, thầy không đi gu vạch mặt khi người ta buồn bo hết. Camera an ninh quay lại chưa bắt có thể theo dõi hốt nguyên ổ chưa bắt có thể theo dõi hốt nguyên ổ. Đang yên đang lành cô Phương Hằng ra tù lại xuất hiện trên mạng đòi quất người này quất người kia, làm cho cộng đồng mạng sống đúng là tỉnh táo. Thực ra nếu như mà cái video mà của bà Hằng đó giống như camera an ninh mà quay lại á, mà tại sao mà nó zoom sát như vậy? Thường thường camera an ninh đó là phải chiếu từ trên chiếu xuống, còn cái mà quay bà Phương Hằng với lại cái cô đó đó là quay quay thẳng. Thì camera an ninh đó, thường thường người các bạn ở để ở trong nhà ai cũng có camera an ninh thì cũng biết rồi, cái camera an ninh đó là mình treo từ trên dội xuống chứ đâu phải là mình để thẳng. Cái đó cái hướng mà bà Hằng mới đưa cái video ngày hôm qua nói chung nói chuyện với cái bà nào đó đó thì là nó chạy thẳng như vậy, tức là có người cầm quay chứ an ninh gì cái gì trời ơi, không biết nó uống uống cái gì còn ăn ngủ không trượt một trong hai bà thôi, rất mong con hàng nên học hỏi không trước một trong hai bà thôi. Thì các bạn cũng thấy đó, cái hình ảnh cái video mà ngày hôm qua bà Nguyễn Phương Hằng bà livestream đó, thì để em coi lại coi em có lưu được cái đó hay không. À để coi coi cái phần đó, để em coi coi. Cái này đó là quay thẳng chứ camera an ninh cái gì, cái này là quay thẳng nè, cái này là cái người cầm máy quay rõ ràng chứ không phải là camera an ninh. Đây nè các bạn, như gì thì làm sao mà camera an ninh được đó. Camera an ninh đó là phải nằm ở trên chỉ xuống chứ camera an ninh có ai mà tự chỉ thẳng ra như vậy. Và cái camera có đưa qua đưa lại nữa nè.
cái bà bác này đây nhìn cũng hiền lắm. Nhưng cũng giống có một người nữa. Gục xuống luôn. Cái người này đây thì thấy rất là hiền lành các bạn. Cái người bà bác này đây nè, để em đưa cái hình ảnh này lên trên cho các bạn xem nha. Này, em đưa cái màn cái này lên màn hình mình xem. Mình coi thử coi có giống một cái người này không nha. Giờ mình coi đây nè các bạn. Đó, cái này là cái máy người ta cầm quay chứ không phải là camera an ninh quay lại nha các bạn. Đó, có biết bao nhiêu người ngồi đó nữa. Có như cái bên đây đó là có một người đã cầm cái phone mà quay lại nữa. Cho nên cái này là người khác quay lại chứ không phải là camera an ninh mà quay nha. Camera an ninh đó, thường thường nó nằm trên chờ không à. Đó, bà này bà không biết bà tới bà nói gì bà Hằng. Nhưng mà bà khóc quá trời, nhưng mà không có biết nói rõ là cái gì. Đó, bà cái này nè, bà có thể là có khả năng bà thương thầy Minh Tuệ hay này nọ gì mình không có biết thiệt. Nhưng mà nhìn cái bà bác áo lam là người Phật tử này đây thì nhìn trông rất là hiền lành. Cái bà cô này đó trông rất là hiền lành. Đó. Đã có người đứng chụp hình nữa các bạn thấy không? Tức là cái này đây bà nói chuyện trước công chúng chứ không phải là nó nói chuyện riêng tư. Cho nên có những người không biết khúc này là khúc nào. Thì lúc đó có người có cái người cầm cái máy điện thoại hồi nãy quay chụp lên hình lại đó các bạn. Thì cái này là quay đó thấy cái máy điện thoại thấy không? Tức là cái này không biết bà ta nói cái gì, nhưng mà nếu mà ai có những cái đoạn video này thì mình phát lên, nhưng là những cái người mà cầm quay đó phát lên thì mình mới biết được họ nói chuyện cái gì trong đó. Rồi có phải nói là khuyên bà Nguyễn Phương Hằng là gia chống đối để mà chống phá hay không thì mình không có biết. Cái đó do bà Nguyễn Phương Hằng nói thôi. Nhưng mà khi mà mình nghe được cái đoạn video mà chuẩn âm thanh trong đó. Cái này là đang lên đoạn video hôm trước. Đó. Để coi mình, để mình tìm coi có cái có cái này là đang lên đoạn video hôm trước. Âm thanh nó sẽ ồn quá. Hôm trong bữa livestream sắp ra. À, tức là hôm mà bà này ngồi livestream. Tức là trong một cái livestream mà bà này tới tìm bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, nhưng mà mình không biết được là bà ta nói cái gì. Đó. Không biết được mà nói cái gì. Nhưng mà được ngồi chung với bà Hằng là cũng được bà Hằng quen biết cho mới ngồi chung. Lúc này là đang nói chuyện đây nhưng mà mình không biết là nói cái gì nha các bạn. Cho nên phải tìm là cái vụ livestream này đây coi họ nói cái gì mới được. Nhiều khi bà cũng kêu là đó, mình không biết được. Các bạn nhìn cái mặt của cái cô mặc áo lam Phật tử này cho kỹ nha các bạn. Thật sự ra mình cái này là khúc buổi livestream chứ không phải là nói chuyện riêng tư. Đó, có biết bao nhiêu người quay quanh. Nhưng mà lúc livestream này đây thì bà Hằng có microphone trong người mà. Như vậy là phải tìm là cái đoạn livestream này đây là để coi họ nói cái gì. Ai mà có cái đoạn video mà livestream của bà Hằng mà nó có cái đoạn này đó thì hãy gửi cho em biết nha. Lúc này là có người cầm máy quay, không biết có phải là đoạn livestream hay gì không thì mình cũng không có rõ. Đó. Đó.
À, mà làm như đi gặp ông Thành Nguyễn Minh Tuệ rất là hay vậy. Thì các bạn nói đó là bà ta nói rằng đó bà người phụ nữ này đây tới kêu bà ta, tức là kêu bà ta kéo fan tới Phan Minh Tuệ để giống như là để chống phá vậy các bạn. Cũng như là đó, nghe đi nha. Trà chậm, có hiểu biết cái gì về cái gì đâu, trà chậm. Tức là bà ta nói rằng những người mà đi theo mà chửi bà ta đó, ta đoàn toàn là phản động không các bạn. Đó, bà ta nói rằng đó là cái bà cô hồi nãy đó là chủ bà đi xuống đây tường để mà gặp ông Minh Tuệ để mà lật đổ chính quyền đó các bạn, kinh khủng chưa. Bà sẽ nói bà sẽ kiện lại những người trước trước đó nha các bạn, tức là kiện là ai ta, à để mình coi coi. Tức là bà sẽ lấy lại danh dự oan ức cho bà đó và giữ chuyện của Võ Hoàng Yên. Thì đại khái là như vậy nha. Thì bà ta nói rằng có một bà lão đó, có bà cô đó tới suối bà ta đi tới tìm ông thầy Thích Minh Tuệ để mà hai fan đụng nhau để mà xuống đường chống phá vậy đó. Thì bà ta nói rằng cái bà đó là cho rằng là người tự xưng là người của bên đảng Việt Tân gỡ tới. Thì các bạn Việt Tân là một cái nhóm hội ở ngoài đây nước ngoài. Thì nhóm hội này đây đó là bên Việt Nam, ai cũng ở bên Việt Nam, chính quyền Việt Nam đều không có cho những cái nhóm hội đó là phản động, cho nên ai mà trong cái danh sách mà của Việt Tân á thì đều bị chính quyền Việt Nam bắt hoặc là không cho vào Việt Nam. Thì bà Nguyễn Phương Hằng nói rằng cái cô này đây là nói là người của bà đảng Việt Tân gửi đến, như vậy thì cái cô áo lam này đây chắc chắn là sẽ bị bắt. Nếu như mà không bắt cô áo lam này đây thì chắc chắn là bà Hằng đã dựng chuyện lên cái câu chuyện đó. Thì các bạn biết á, bà nói rằng bà Quốc là Quốc cái người đứng sau lưng phải không? Như vậy thì trong cái livestream mà lúc trước bà nói đó, bà sẽ quất thầy Minh Tuệ, mà bây giờ sửa ngược lại là quất cái người đứng sau lưng. Bây giờ mình nghe lại cái phần của bà nói về quất ông thầy Minh Tuệ nha các bạn. Để em coi coi, em sẽ cho các bạn nghe lại coi như thế nào quất là phải trúng phải không. Đâu rồi, à cách đây có mấy bữa thôi, không biết còn ở đây hay không hay là mất tiêu rồi nữa.
Để em nhớ coi cái phần nó đâu rồi, không phải cái này đâu, cái này cũng không phải ha. Để em coi coi nó nằm ở nơi đâu, hay là bị xóa rồi. Hình như là không có thấy, không có, ở đây rồi, đây nè. Bây giờ mình nghe lại nha các bạn, mình nghe lại nha. Đó. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn toàn quốc là không bao giờ được. Đó. Tức là cái lời nói của bà đã không phải là quất cái người sau lưng, mà là quất thầy Thích Minh Tuệ. Và sau đó bà bị phản ứng quá nặng, cho nên bây giờ bà phải kiếm ra người thế thân. Nghe lời nha các bạn. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn toàn quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này, tôi đang ở trên đỉnh cao. Đã. Không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi. Mà tôi đã chơi là trực là đẹp luôn. Đúng không? Cho nên bây giờ một nửa đã. Thì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ. Một nửa thì chống đối. Đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào ông. Sorry các bạn, cái đang ở dưới chừng cái máy nó nóng quá, cái nó tắt. Nó tắt đó các bạn. Bây giờ các mình nghe lại nha. Bà Nguyễn Phương Hằng rõ ràng nói là sẽ quất thầy Minh Tuệ đúng chỗ nào sai chỗ nào, bà sẽ vạch mặt, nhưng mà bây giờ bà sẽ dối lời. Bây giờ nghe lại nha các bạn. Một nửa thì chống đối. Đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được không ạ? Được. Thấy chưa? Bà nói bà sẽ chứng minh ông ta đúng chỗ nào sai chỗ nào, bà sẽ quất mà. Nhưng mà bây giờ bà nói ngược lại, bà quất quất cái người sau lưng của thầy Minh Tuệ. Quất mớ gì tới ông Minh Tuệ. Ông thầy Minh Tuệ không có làm gì đâu các bạn. Sư Minh Tuệ chỉ có tối ngày chỉ biết là mình đi ẩn tu, mình khi mình ra khất thịt thôi, đâu đụng chạm với ai. Cho dù có người nào suối bà Hằng đi giải cứu ông Minh Tuệ, nhưng mà ông Minh Tuệ ông có cái thầy Minh Tuệ có cái gì đâu mà giải cứu các bạn. Thấy chưa? Cho nên các bạn thấy đó, con người cái miệng lưỡi đó cháo chở nhanh lắm. Chẳng hạn như cái nhẫn kim cương nè, cháo chở nè, những ký đất, những cái sổ đỏ mà bà hứa phải sẽ tặng cho trước khi bà đi tù đó các bạn, cũng không có nè. Rồi tặng cho 1 triệu vaccine cũng không có nè các bạn. Cho nên mình đâu có thấy được. Rồi hồi kia rồi bị bảo đó, hình như bà tặng 10 tỷ cái đó, hình như không biết có hay không, nhưng mà có thấy cầm cái tờ giấy cái bản để là tặng 10 tỷ. Nhưng các bạn thấy đó, cái những cái sự mà cháo chở như vậy đó thì làm sao mà mình tin được. Cho nên lúc đó đó bà lên livestream bà nói rằng bà sẽ quất thầy Minh Tuệ, nhưng mà bây giờ bà nói là chưa gì hết, bà lên nhảy động lên là tôi đã quất Minh Tuệ đâu, tôi quất cái người sau lưng Minh Tuệ. Ủa sao nó rõ đi, các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn thấy là cái sức thu hút của thầy Minh Tuệ rất là to lớn, ai đụng vào thầy cũng bị xui cả. Chỉ có thầy Pháp Hòa đó là chỉ có nói một câu thôi rằng là thầy không có biết thầy Thích Minh Tuệ, như vậy cũng bị chúng chửi. Rất là nhiều người chửi, rất là người YouTuber chửi nữa các bạn. Tại họ chửi là sao? Tại vì họ chửi để mà họ kiếm tiền, kiếm view. Còn bà Hằng bà nói bà quất luôn, cho nên bà đã bị suy sụp. Và sau đó bà đưa một người ra đỡ đạn. Và bà cho rằng cái bà này đây là trong đảng Việt Tân. Nhưng mà thật sự bà này mà trong đảng Việt Tân bà phải bị bắt. Còn nếu như mà bà bị thật lập sự là bị oan, hay là một cái sự giàn cảnh gì đó của bà Nguyễn Phương Hằng đã cho tiền bà này để máy, thì mình không có biết được. Những cái chuyện đó chỉ có người trong cuộc mới biết thôi nha các bạn. Thì bây giờ có người trên dân cư mạng đã phát hiện ra cái bà mà lên trên kênh của bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng có giống như tương tự giống như một người đã từng gặp bà Nguyễn Phương Hằng vào cái dịp mà năm 2019, với bây giờ là cách đây cũng khoảng đâu 5 năm rồi, cho nên có thể có sự thay đổi chút xíu. Nhưng mà cư dân mạng đã soi ra rằng cái bà mà đã chụp chung với lại bà Nguyễn Phương Hằng, và cái bà mà Nguyễn Phương Hằng cho là đảng Việt Tân thì cũng tương tự giống nhau, thì cái đó cư dân mạng soi nha các bạn. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn coi, các bạn cho ý kiến coi cái bà phụ nữ này, hai người này có giống nhau hay không. Bây giờ mình sẽ xem nha. Đây. Đây là cái bà phụ nữ mà đã ngồi trên ngồi chung với bà Nguyễn Phương Hằng đúng không? Bây giờ mình coi cái người này đây là ông Thích Nhật Từ, đúng rồi phải không? Thì
cư dân mạng cho rằng cái người mà chụp chung với là bà Nguyễn Phương Hằng cách đây 5 năm, có thể là hơn 5 năm về trước, ở tại chùa chùa cái ông Thích Nhật Từ đó các bạn, thì cái bà áo trắng này đây, thì với bà áo trắng này đây, và lúc này thì bà hơi tròn tròn đó, thì có người cho rằng người ta giống như cái bà này, hơi tròn tròn chút, nhưng mà đeo cũng đeo mắt kiến, tóc ngắn và cũng áo lam. Thì bây giờ mình quay lại cái bà này đây thì cũng tương tự giống nhau, nhưng mà 5 năm sau có sự thay đổi nha các bạn. Thì bà này thì cũng ốm, nhưng mà cái này chỉ coi cái mạng thôi, nhưng mà lúc mà mình coi trong cái đoạn video mà hồi nãy lúc cho các bạn xem đó thì cũng tương tự giống nhau đó. Thì không biết hai người này là một người hay là hai người thì mình không có biết rõ. Thì nếu như mà thật sự cái người áo trắng này đây là một người cùng với lại cái người này đây đó, thì các bạn cũng đủ hiểu là cái chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không? Thì nếu như hai người đó mà cùng một người đó thì các bạn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không các bạn? Thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, thì có người kêu phải tìm cái chữ cái tên gì đó, thì để em sẽ về em điều tra thử coi nó như thế nào, em sẽ cung cấp cho các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Thì bây giờ các bạn cũng thấy rồi, người phụ nữ đó với cái người phụ nữ mà đứng kế bên trong cái hình có ông Thích Nhật Từ đó, thì cách nhau 5 năm thì cũng có khả năng rất cao là cỡ đâu 70-80% là cùng một người. Có khả năng thôi các bạn, có khả năng thôi, cùng một người có khả năng thôi, tại vì con người chúng ta có như vậy, nhưng mà mình không có biết trước được những gì xảy ra. Thì cư dân mạng đã soi là như vậy, thì để xem thử coi kết quả như thế nào. Không lẽ cái bà đó là của bên người ta cho rằng đảng phản động đó các bạn đã đưa đến, thì nếu mà thực sự trong đảng phản động thì hãy nên bắt bà ta để mà điều tra. Chứ còn có người nói là ồ chưa có bắt, tại vì để đi theo bắt một ổ, trời ơi, làm như chính quyền không biết. Thì các bạn, chính quyền Việt Nam rất là hay nha các bạn. Chính quyền Việt Nam, những người nào mà trong cái hội nhóm đó thì họ đều biết hết, họ hay lắm các bạn. Cho nên có hở ra là chụp liền, cho nên có thể là cái bạn nếu như mà trong hội để mà theo dõi điều tra đó, thì đã điều tra từ trước rồi, cho nên mình không có biết như thế nào là bà đó có thật sự trong cái hội, trong bên cho rằng cái hội phản động gì đó đã đưa bà ta tới hay không, thì mình không biết. Nhưng mình thích thực sự vậy thì chính quyền phải nên bắt cái bà này đây để mà ấy đó các bạn. Cho nên bà này đây có lẽ là sẽ bị dính vào cái điều 117, đó chính là chống phá nhà nước gì đó các bạn. Cho nên sau này sẽ đi tội rất là nặng, đi tù rất là nhiều năm. Thì rất là nhiều người đã bị như vậy. Chẳng hạn như các bạn còn nhớ cái vụ mà Việt Khang hay không? Việt Khang chỉ có sáng tác cái bài anh tôi là ai đó, xin hỏi tôi là ai gì đó, thì có cái bài hát đó thôi là đã vô tù hình như là mấy năm chờ, và sau đó được bên Mỹ bảo lãnh đi qua Mỹ theo cái tù nhân chính trị. Thì các bạn cũng thấy đó, là cho nên nói chi là cái bà này đây là bà tự nhận, nhưng mà cho nên phải bị bắt thôi các bạn. Nếu mà không bị bắt thì chắc là có vấn đề gì đó trong đó mình không biết. Nói chung là cái sự thật để đằng sau chỉ có bà Nguyễn Phương Hằng và cái bà đó mới biết người ta ai. Bây giờ hy vọng bà đó sẽ lên tiếng như thế nào nha các bạn. Nhưng mà cũng có thể là cho tiền mà không lên tiếng hay chấp nhận sự thật gì đó, mình không biết. Cái chuyện sau lưng đó thì mình chưa có biết được các bạn. Mình chỉ là mình ngồi mình suy đoán. Và cư dân mạng soi thì thấy giống như 70-80% giống như bà đó thôi. Nhưng mà cư dân mạng soi cũng ghê lắm, nhiều khi cũng chính xác lắm nha. Thôi xin chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và bình an. Nhớ đăng ký, bấm like, bấm share và theo dõi trong những video clip kế tiếp nha. Chúc các bạn hạnh phúc và an lành. Bye bye.